Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý thính giả cách chữa viêm họng hạt bằng gừng hiệu quả bạn nên áp dụng. Gừng là một loại nguyên liệu rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh công dụng gia tăng hương vị cho món ăn thì các bộ phận của gừng còn được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh, trong đó có bệnh viêm họng hạt. Trong đông y, gừng có tên là khương. Đây là loại thảo dược có tính ấm, vị cay nhẹ, khi tác động vào kinh phế thì dùng để chữa bệnh đau bụng, cảm lạnh, khó ho khan, ho có đờm, viêm họng, đau rát cổ họng rất hiệu quả. Trong y học hiện đại, theo nghiên cứu, trong gừng có chứa rất nhiều hoạt chất như rinpirin, citren, valandren có công dụng chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Gừng còn có tác dụng kích thích cơn thèm ăn, chữa say nắng, giảm mệt mỏi, chống buồn nôn, kháng viêm, làm ức chế vi khuẩn sinh sôi phát triển ở hệ hô hấp. Chữa viêm họng hạt bằng gừng và củ cải trắng. Nguyên liệu: một củ gừng tươi, một củ cải trắng nhỏ. Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch, cắt thành lát. Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch bằng nước muối sinh lý để loại bỏ vi khuẩn, cách thành miếng nhỏ. Cho gừng và củ cải trắng đã cắt và cối nhỏ, giã nát cùng ít muối. Dùng bã gừng và củ cải sau khi giã nát ngậm trong miệng khoảng 5 phút, chắt lấy nước cốt uống vào sáng và tối mỗi ngày, súc miệng lại bằng nước ấm. Chữa viêm họng hạt bằng gừng và muối. Nguyên liệu: gừng tươi, muối. Cách thực hiện: gừng gọt vỏ đem rửa sạch, thái thành lát nhỏ, cho gừng đã thái vào cối giã nhỏ, giã nhuyễn cùng với muối. Cách 1. Cho hỗn hợp trên vào miệng ngậm trong 3 phút, súc miệng bằng nước ấm, dùng 2 lần mỗi ngày. Cách 2. Cho một muỗng cà phê hỗn hợp trên cùng với 100ml nước ấm đun sôi, uống từng ngụm nhỏ, thực hiện 2 lần mỗi ngày. Chữa viêm họng hạt bằng gừng với mật ong. Nguyên liệu: 50ml mật ong nguyên chất, vỏ gừng tươi, vỏ quýt, vỏ cam hoặc chanh, 3 quả ô mai. Cách thực hiện: vỏ gừng tươi, vỏ quýt, vỏ cam chanh và ô mai đem rửa sạch bằng nước muối để loại bỏ các vi khuẩn. Cho các loại thảo dược trên cùng với mật ong vào bát nhỏ, chưng cách thủy hỗn hợp trên từ 15 đến 20 phút. Lấy khoảng 2 thìa cà phê hỗn hợp hòa với 100ml nước ấm để uống, sử dụng uống mỗi ngày 3 lần. Chữa viêm họng hạt bằng gừng tươi và rẻ quạt. Một củ gừng tươi, một củ rẻ quạt. Gừng và rẻ quạt đem rửa sạch, thái thành lát mỏng, giã nhỏ. Lấy một ít hỗn hợp trên ngậm trong miệng khoảng 5 phút rồi nuốt luôn bã. Thực hiện 2 lần trên ngày. Bạn nên kiên trì sử dụng phương pháp này từ 3 đến 5 ngày. Các triệu chứng của bệnh viêm họng hạt sẽ giảm dần. Chữa viêm họng hạt bằng trà gừng. Chuẩn bị một củ gừng tươi, 3 đến 5 lá bạc hà, 20ml mật ong, một trái chanh. Gừng đem gọt vỏ cùng với lá bạc hà đem rửa sạch, thái gừng thành lát nhỏ, giã nát cho lá bạc hà và gừng đã giã hãm trong nước sôi từ 5 đến 10 phút, rồi lọc lấy nước, cho nước cốt chanh và mật ong vào khuấy đều, sử dụng uống 2 lần trên ngày. Chữa viêm họng hạt bằng gừng tươi và hành tím. Chuẩn bị một củ gừng tươi, 2 đến 3 củ hành tím. Hành và gừng bỏ vỏ, mang đi rửa sạch, đun sôi hai loại dược liệu này trong một lượng nước thích hợp, sử dụng nước này xông mũi và miệng 3 lần trên ngày. Chữa viêm họng hạt bằng trà gừng, quế và hoa cúc. Hai nhánh quế, một củ gừng nhỏ, 200g táo tàu, 100g đường nâu, 30g hoa cúc sấy khô. Cách thực hiện: táo, hoa cúc, quế đem rửa sạch, bỏ hạt ở táo. Gừng gọt sạch vỏ, rửa sạch, thái lát. Cho 1/2 lượng gừng, quế, táo tàu, hoa cúc vào nồi đun sôi trong 10 phút. Cho phần gừng còn lại vào nồi đun thêm 10 phút. Lấy nước để uống khi ấm, dùng 2 lần trên ngày. Trên đây là những phương pháp điều trị viêm họng hạt bằng gừng rất hiệu quả. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình phương pháp điều trị thích hợp nhất. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu quý vị và các bạn đã và đang bị bệnh viêm họng hạt, viêm amidam hay hạt xơ dây thanh quản và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp, đã sử dụng nhiều phương pháp hỗ trợ và điều trị nhưng vẫn chưa có hiệu quả, đang mong muốn tìm một bài thuốc trị dứt điểm các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp, quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng ngay bộ sản phẩm Thanh Khiết Hầu và Thanh A Tán, bài thuốc chuyên đặc trị viêm họng hạt, viêm amidam
viêm họng mãn tính của nhà thuốc Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường. Bài thuốc được bào chế hoàn toàn các thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ như hoàng kỳ, đẳng sâm, đương quy, cam thảo, bạch chỉ, ma đề và một số dược liệu quý hiếm khác. Hiệu quả triệt để với các trường hợp viêm họng lâu năm, viêm họng mãn tính, viêm amidam ngay trong liệu trình duy nhất. Mọi thông tin chi tiết về bài thuốc cũng như phương pháp điều trị bệnh viêm họng, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0399 286 233 để được các dược sĩ tư vấn chi tiết hơn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.